Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin mới nhất của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con gái Trương Ngọc Ánh gây sốt khi đi dạo phố ở Mỹ. Chẳng cần lên đồ lộng lẫy mà vẫn xinh xịu, đôi chân dài chiếm bách lai. Thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ đều là người nổi tiếng, Bảo Tiên nhà Trương Ngọc Ánh cùng chồng cũ Trần Bảo Sơn được dự đoán sẽ là mỹ nhân đình đám trong tương lai. Mới 13 tuổi, Bảo Tiên đã cao 1m62, bé có gu ăn mặc sành điệu, thân thái ngời ngời nên luôn trở thành tâm điểm mỗi lúc lộ diện. Nhân dịp nghỉ hè, Bảo Tiên đã cùng bố Trần Bảo Sơn sang Mỹ thăm ông bà nội và tranh thủ vui chơi tham quan tại New York. Chẳng cần ăn diện lộng lẫy, con gái Trương Ngọc Ánh mặc quần jean, áo phông để phô diện trọn lợi thế là đôi chân dài cũng đủ gây sốt. Qua ống kính của bố Trần Bảo Sơn, Bảo Tiên luôn toát ra khí chất của tiểu thư, vừa xinh xắn vừa thanh lịch. Cứ đà phát triển này, xem ra gia đình Trương Ngọc Ánh sẽ có một nàng hậu trong tương lai rồi đây. Bảo Tiên cùng bố đi trung tâm thương mại tại New York tại Mỹ. Mới 13 tuổi nhưng Bảo Tiên đã sở hữu nhan sắc ấn tượng và luôn toát ra thần thái không vừa. Cô bé còn có gu thời trang đáng gờm. Trước khi về Việt Nam vì công việc riêng, Trần Bảo Sơn đã tranh thủ cùng con gái đi khám phá khắp nơi ở Mỹ. Đôi chân dài cực phẩm của Bảo Tiên quả thật khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trần Bảo Sơn có con gái lớn, đáng đồng tiền bát gạo, vừa giỏi giang chuyện học hành, vừa sở hữu nhan sắc chẳng thua ai. Được biết sau khi sang Mỹ, Bảo Tiên và bố Trần Bảo Sơn đã cùng nhau đi tiêm ngừa Covid-19. Chồng cũ Trương Ngọc Ánh cho biết anh sẽ trở về Việt Nam trước vì có lịch công việc, còn Bảo Tiên sẽ ở lại thăm ông bà nội. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.